Một người phụ nữ tại Trung Quốc mua căn nhà rộng 159m2 ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, nhưng lại bỏ quên suốt 5 năm. Đáng chú ý khi tìm lại tài sản, căn nhà này đã bị người khác cải tạo, thay đổi kết cấu để cho thuê. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ họ Thẩm ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam đã mua một căn nhà cách đây 5 năm ở thành phố Trường Sa nhưng bỏ quên. Cho đến gần đây, khi dọn dẹp lại đống tài liệu cũ, bà Thẩm đã tìm thấy hợp đồng mua bán nhà đất nên chợt nhớ mình có sở hữu căn nhà từ thời điểm 5 năm trước. Bà Thẩm cho biết, bất động sản này được bà mua lại thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Căn nhà do bà đứng tên và đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Thời điểm mua căn nhà, gia đình bà xảy ra chuyện lớn, không mong muốn, nên căn nhà vô tình bị bỏ quên. Do sợ ngôi nhà bị xuống cấp, sau thời gian dài, bà Thẩm đã tìm đến. Tuy nhiên khi đến đây, cảnh tượng trước mắt đã khiến bà vô cùng bức xúc. Trái ngược với suy đoán trước đó, căn nhà của bà đã có người ở suốt 3 năm và toàn bộ thiết kế ban đầu đã bị thay đổi. Theo bà Thẩm, bà không nhận được bất kỳ thông tin hay cuộc gọi nào về việc căn nhà được cho thuê. Người cho thuê nhà không ai khác, chính là ông Lưu, chủ sở hữu ban đầu của căn hộ. Toàn bộ căn nhà rộng 159m2 đã bị thay đổi kết cấu, được chia thành nhiều phòng đơn để cho thuê dịch vụ. Theo thông tin mà bà Thẩm cung cấp, trước đó ông Lưu do nợ nần nên đã thế chấp căn nhà. Bà Thẩm đã mua lại căn nhà từ công ty thế chấp và chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên đến hiện tại, khi bà Thẩm liên lạc thì ông Lưu lại cho rằng giá nhà thế chấp lúc đó quá rẻ nên muốn bù lỗ bằng cách cho thuê nhà để thu tiền. Nếu bà Thẩm muốn lấy lại nhà thì phải bồi thường thêm một khoản tiền nữa. Trước sự việc bất ngờ, bà Thẩm đã bức xúc, đăng tải nội dung lên mạng xã hội. Bà Thẩm cho rằng ngôi nhà mình đứng tên đã bị người khác chiếm giữ, giờ đây không tiếp quản được căn nhà, thậm chí còn phải nhận lời cảnh báo từ chủ cũ. Câu chuyện này sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm chú ý, nhiều người đã đặt ra câu hỏi, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong sự việc khi chủ cũ cho khách thuê nhà và thu tiền suốt nhiều năm? Các bên môi giới liên quan có phải chịu trách nhiệm trong vụ việc lần này hay không và làm thế nào mà chủ sở hữu ban đầu có thể cho thuê nhà khi anh ta không còn giấy tờ sở hữu? Thưa quý vị, tính đến ngày 25 tháng 9 thì cơn bão số 3 đã đi qua được hơn 15 ngày. Nhưng hậu quả của nó để lại ở vùng tâm bão vẫn vô cùng nặng nề. Và do ảnh hưởng của bão và mưa lũ đã kéo theo một lượng lớn rác thải từ các khu vực ven bờ, lồng bè, nuôi trồng thủy sản tại các địa phương, làm phát sinh một lượng lớn các loại rác thải trên vịnh Hạ Long như phao xốp, lồng bè bị vỡ, cây, cành lá cây từ khu vực ven bờ, các đảo đá trên vịnh Hạ Long, làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và hoạt động đón tiếp phục vụ du khách tham quan. Thông tin từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long đang phải đối mặt với thảm họa ô nhiễm môi trường sau bão số 3 khi hàng nghìn tấn rác thải đang trôi dạt tràn vào vịnh. Rác thải tràn ngập trên vịnh với mật độ dày đặc là những gì đang diễn ra tại đây. Nguồn rác này, theo các dòng chảy, trôi vào vịnh Hạ Long. Sau cơn bão số 3 Yagi thì hiện nay lượng rác phát tán ở trên vịnh số lượng rất lớn. Và chủng loại thì rất là nhiều loại rác. Nó bao gồm có những cái bè tre của các cái hộ dân và các cái tổ chức mà nuôi trồng thủy sản. Rồi lượng lớn phao xốp mà trước đây chúng ta xử lý nó vẫn chưa triệt để được. Vịnh Hạ Long với đặc thù có hàng nghìn đảo đá nên lượng rác thải này phần lớn mắc ở chân bờ cát, núi đá. Số còn lại thì lênh đênh trên biển không được thu gom. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường, gây cản trở lưu thông của tàu thuyền. Đặc biệt, hàng nghìn quả phao xốp bị đánh vỡ đã tạo ra vi nhựa đầy trên mặt biển, là mối lo ngại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường biển. Chúng tôi đánh giá rằng việc khắc phục hậu quả của sau cơn bão trong cái việc thu gom cái rác phát tán ở trên vịnh Hạ Long cũng như là cái lượng rác đang tích tụ ven bờ, đây là cái phải mở một cái chiến dịch một cách tổng thể, huy động rất là nhiều lực lượng của nhiều đơn vị tham gia và nhiều địa phương cũng phải phối hợp để tạo ra một cái đợt thu gom cao điểm thì mới có thể sớm khắc phục được cái tình trạng này. Tại khu vực đảo Tuần Châu, đảo Dều, Hòn Trống Mái, những ai đi qua đều rung mình trước núi rác khổng lồ. Khu vực bãi tắm Tuần Châu nhiều ngày qua, số lượng bè tre còn phủ kín bờ cát khiến hoạt động tắm biển, vui chơi phải dừng lại do không đảm bảo an toàn. Có trước cũng có, nó chỉ có vài cái
chai hoặc vài cái cục xốp linh tinh thôi, nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể. Có điều bây giờ cái này thì do bão với cái thứ nó trôi giạt bè nó vỡ nó trôi đây thì mới nhiều này, nhưng trước đấy ra làm gì có gì nhiều này đâu. Bè hàu, bè cá hiện tại bây giờ đang trôi giạt, và khi đã trôi giạt và sóng và bão đánh bật lên và nó chồng chất lên nhau, hiện tại bây giờ nó ở trôi giạt những bãi biển nó chồng chất lên nhau rất là nhiều, nó tạo thành những núi rác. Hiện tại bây giờ thì cũng phải từ khắc phục theo thời gian, là từ từ hàng ngày và hàng tuần thì các đội thiện nguyện cũng như là các nhân viên đấy thì cũng cố gắng là dọn dẹp làm sao nhỏ chi tiết từng cái một thôi, chứ còn để mà dọn nhanh trong một khoảng thời gian ngắn cố định thì gần như là khó thực hiện được cái việc này. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tổng số có tới hơn 2.600 cơ sở nuôi thả thủy sản tại các địa phương của tỉnh có lồng bè bị bão đánh tan. Dù vịnh Hạ Long đã phục hồi hoạt động đón du khách ngay sau bão đi qua, nhưng cảnh quan đang bị rác thải xâm hại tạo sự phản cảm rất lớn. Hơn nữa, xác bè tre, gỗ, phao các loại kết dày đặc mặt nước, các vụn gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện tiếp cận bến đỗ tham quan những điểm du lịch nổi tiếng như Hang Đầu Gỗ, Động Thiên Cung, Động Sừng Sốt, Bãi Tì Tốp và nhiều vị trí khác. Thực hiện kế hoạch làm sạch vịnh Hạ Long và ra quân cao điểm thu gom rác thải trên vịnh sau cơn bão số 3, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, phương tiện của ban và các cơ quan tổ chức, cộng đồng, gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự của tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức cá nhân hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh và các tình nguyện viên cùng tham gia vớt rác, nhặt rác trên các chân đảo vịnh Hạ Long, với chung một mục tiêu nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng rác thải gây ô nhiễm, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường sau bão, khôi phục lại cảnh quan cho di sản thiên nhiên. Những ngày này, khu vực Thiên Cung Đầu Gỗ nằm trong vùng lõi di sản vịnh Hạ Long dù đã được dọn dẹp để đón khách nhưng vẫn còn rất nhiều rác. Còn tại bãi tắm Tuần Châu thì rác vẫn vô cùng ngổn ngang. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại bãi tắm Tuần Châu thuộc tỉnh Quảng Ninh. Quý vị có thể nhìn thấy cái lượng rác thải lồng bè trôi giạt vào bờ nhiều như thế này thì có thể tưởng tượng được cái mức thiệt hại mà người dân ở đây phải gánh chịu. Sau bão đã hơn một chục ngày, thế nhưng mà hiện nay thì lượng rác thải ở đây vẫn rất là nhiều. Và chính quyền địa phương, người dân cũng như doanh nghiệp ở đây đang cố gắng nỗ lực hết mình để cứu dậy sau bão. Tuy nhiên rằng với khối lượng thiệt hại rất là lớn và rất nhiều việc phải làm, thì hiện nay cái công tác khắc phục bão thì vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vừa tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn trên biển hỗ trợ ngư dân khôi phục hoạt động đánh bắt thủy hải sản, hôm nay các chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 lại cùng chung tay vào chiến dịch 3 ngày làm sạch vịnh Hạ Long để thu gom, vận chuyển rác thải trôi nổi trên vịnh. Do rác nhiều loại phức tạp, phụ thuộc vào con nước, luồng lạch nên chỉ có thể vớt thủ công. Đặc thù công việc trên biển vất vả hơn nhiều so với trên đất liền, nhưng không làm chùn bước các chiến sĩ. Tham gia cái chiến dịch 3 ngày làm sạch vịnh Hạ Long cùng với các cơ quan ban ngành, thì hôm nay cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Hải đội Biên phòng 2 với cái tâm thế, quyết tâm để mà thu gom được nhiều rác nhất có thể để mà cố gắng làm sạch vịnh Hạ Long. Tham gia chiến dịch, ngoài lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long huy động tối đa nhân lực, thiết bị. Chiến dịch còn được lan tỏa, nhận được sự chung tay góp sức của nhân viên các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên vịnh. Tất cả đều chung tay, tham gia với tình yêu, niềm tự hào về di sản, nơi họ sinh ra, lớn lên và là nguồn sống mưu sinh bao đời. Quan tâm nhất là về môi trường và đảm bảo an toàn cho khách. Tất cả anh em rồi cùng đoàn rồi của hợp tác là vẫn cứ huy động về cái môi trường cho sạch sẽ gọn gàng để cho khách, bà con thế giới và tất cả trong ngoài nước để đến đây tham quan vịnh để sạch sẽ gọn gàng. Do ảnh hưởng của bão số 3, lượng rác thải trên vịnh Hạ Long hiện nay tương đối lớn và phức tạp, bao gồm các mảng vỡ của bè nuôi trồng thủy sản, cành, lá cây, phao xốp, rác thải sinh hoạt và các xác tàu thuyền đắm. Trước mắt, các đơn vị thực hiện thu gom rác tại khu vực vùng lõi di sản vịnh Hạ Long, tập trung tại các hành trình tham quan du lịch, điểm nghỉ đêm, sau đó là toàn bộ rác trên mặt biển, tại các chân đảo, bãi cát trên vịnh. Sau chiến dịch này, việc thu gom xử lý rác thải trên vịnh sẽ được thực hiện liên tục và thường xuyên. Cũng xác định là cái chiến dịch sẽ được tiến hành lâu dài hơn và thực hiện đến bao giờ mà cái lượng rác ở trên vịnh Hạ Long cơ bản được dọn sạch. Và đây cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi thấy rằng là hết sức ý nghĩa, bởi vì nó cũng thể hiện cái quyết tâm, tinh thần quyết tâm rất cao của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc là nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão,
xây dựng hình ảnh của Quảng Ninh trở thành một cái điểm đến an toàn. Chỉ tính riêng từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 đã huy động được 1.127 lượt nhân lực, 301 lượt phương tiện trong đợt cao điểm 3 ngày làm sạch Vịnh Hạ Long từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9. Mỗi ngày huy động từ 150 đến 200 nhân lực, từ 30 đến 50 phương tiện là xuồng máy, đò của các lực lượng tham gia thu gom. Tổ chức liên tục vớt rác phao xốp, bè tre trôi nổi trên Vịnh Hạ Long, đồng thời tổ chức nhặt rác phao xốp, bè mảng trôi dạt vào các chân đảo, bãi cát trên Vịnh Hạ Long. Khắc phục hậu quả của bão không thể trong ngày 1, ngày 2 và càng không phải là trách nhiệm của riêng ai. Không dừng lại ở chiến dịch 3 ngày làm sạch Vịnh Hạ Long, nỗ lực bảo vệ môi trường vịnh sẽ còn được nối dài để giữ mãi màu xanh cho di sản.